la 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 TV la 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 la. Còn bây giờ hãy xem chúng ta đã mua được những loại rau quả gì nhé. Cà chua, cà rốt, ớt chuông, cà tím, nấm, khoai tây, bông cải xanh, dưa chuột. Let's learn about vegetables. Tomato, carrot, pepper, eggplant, mushroom, potato, cauliflower, cucumber. Còn bây giờ, hãy xem chúng ta đã mua được những loại rau quả gì nhé. Cà chua, cà rốt, ớt chuông, cà tím, nấm, khoai tây, bông cải xanh, dưa chuột. Let's learn about vegetables. Tomato, carrot, pepper, eggplant, mushroom, potato, cauliflower, cucumber.